Chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Hôm nay Tám lại tiếp tục với giới thiệu cùng các bạn một món ăn ngon nhưng mà đơn giản, dễ làm. Món ăn này Tám nghĩ là đó là một món rất là phổ biến, chắc ai ai cũng biết. Nhưng mà bữa nay bà Tám làm cái món này để nhà ăn rồi chia sẻ cùng các bạn luôn ha. Đó là món cá chiên sốt cà. Bây giờ xin mời các bạn xem bà Tám làm cái món cá chiên sốt cà này như thế nào hết. Để làm cái món cá chiên sốt cà này thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước tiên là Tám có hai thứ cá salmon, người ta còn gọi là cá hồi các bạn, và cà chua. Cái này Tám lấy đại, Tám đi mua Tám lấy đại, nhưng mà về cân thì hơn 2 pound, khoảng 1 kg cà. Có thể dư, tại vì Tám thích ăn cái món này nên Tám làm hơi nhiều tí. Và xà lách dưa leo để lót dĩa ha. Mà cái món này ăn với xà lách rất là ngon. Muối, tiêu, bột nêm, bột ngọt, nước mắm, một cục đường phèn lớn ha, tại vì cà nó chua mình sẽ xài đường hơi nhiều. Nếu mà cái cục đường này không đủ thì Tám sẽ bỏ thêm nữa. Và cuối cùng là tỏi bầm. Đơn giản, món ăn này thật là đơn giản dễ làm. Bây giờ xin mời các bạn vào bếp cùng bà Tám nhé. Trước tiên thì mình sẽ ướp cá nha các bạn. Cá này Tám đã rửa sạch rồi nha. Và mình chỉ ướp sơ thôi, bởi vì mình ăn với sốt cà không có ướp mặn quá. Đắt hơi một ít muối nha. Bởi vì ướp nhẹ thôi nên Tám dùng cái hũ này cho mình không có bị lỡ tay. Ướp sơ này ha. Đắt một ít muối. Rắc đều chung quanh. Và tiếp theo là mình sẽ rắc một ít bột ngọt ha. Ít thôi. Và chúng ta sẽ để như vậy khoảng 15 cho đến 20 phút thôi, trong khi chờ đợi cá nó thấm đó, thì mình sẽ sắt cà. Mình sắt cà xong rồi Tám nghĩ là chiên được rồi. Cà chua Tám đã cắt làm đôi, rửa sạch hột rồi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt hạt đậu á. Thank you.
rất là dễ phải không các bạn? Đơn giản. Món này dễ làm mà ăn cũng, đối với bà Tám là bà Tám thích cái món sốt cà chua này chấm với cải xà lách, thích lắm. Sau khi mình sắt cà xong thì cá nó cũng đã thấm rồi đó các bạn. Giờ Tám bắt một cái chảo dầu đã nóng rồi, giờ mình chiên cá ha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ làm sốt cà nha các bạn. Tám đã bắt một cái chảo nóng rồi. Trước tiên thì mình bỏ dầu ha. Dạ, tỏi. Tí do tỏi nó hơi vàng vàng ha. Kế đến thì mình bỏ cà vào. Bây giờ khi mà cà nó bắt đầu sôi lên rồi mình sẽ bỏ vào đây một muỗng bột nêm nha các bạn. Muỗng cà phê bột nêm. Giờ Thắm sẽ thử coi nó mặn lạt không. Tại vì trong bột nêm á, nó có muối, thành ra mình phải thử. Bây giờ để khô lạc thì mình phải bỏ vào 2 muỗng cà phê nước mắm ha.
Bây giờ mình sẽ bỏ đường vào. Đường này tắm cũng ước lượng thôi chứ không có. Không có chắc là bao nhiêu. Khi mà cà nó sôi lên rồi á thì lúc bấy giờ bỏ thêm hết rồi. Cà này hơi nó vừa chứ nó không có chua gì mấy. Lúc bấy giờ mình sẽ bỏ vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt. Xong rồi đó các bạn, giờ mình tắt lửa ha. Cảm thích nó còn hột hột gì nấu hồi nó nát hết, không ngon. Và phần tiếp theo là mình sẽ bỏ cá vô dĩa, để cả vô dĩa ha. Rồi mới chan miếng sốt lên ha. Món cá chiên sốt cà của chúng ta đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tám. Mến chúc các bạn một ngày vui. Xin hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Chào tạm biệt. Bye bye.